Theo thống kê của Bộ Công an, tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 12 2021 đã xảy ra 34 vụ cháy tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, làm chết 14 người, bị thương 10 người và thiêu rụi nhiều tài sản. Các vụ cháy đã để lại hậu quả đáng tiếc khi không chỉ thiêu rụi cơ ngơi nhiều năm xây dựng mà còn thiệt hại về nhân mạng. Theo đánh giá của Bộ Công an, tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Công an sẽ kéo dài đợt cao điểm tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới. Những ngày cuối năm, nhiều hộ kinh doanh bắt đầu nhập thêm hàng hóa về nhiều. Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, không có kho bãi, hàng hóa được chất ngay trong nhà, hàng hóa để chật như nêm, chẳng hết lối đi. Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh vẫn còn chủ quan trước hiểm họa cháy nổ. Theo chân đoàn kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến một hộ kinh doanh nữ trang bạc trên đường Nhiêu Tâm thuộc phường 5, quận 5. Hộ này sử dụng tầng trệt làm cửa hàng, các tầng trên làm nơi ở cho nhân viên, tầng thượng làm nơi gia công nữ trang. Nhiều yêu cầu về phòng cháy chữa cháy bị bỏ ngỏ, đặc biệt tầng thượng nơi nhân viên gia công nữ trang. Số xăng dầu, dung môi được để ngay cạnh hệ thống điện, được đấu nối chằng chịt, có thể gây ra cháy bất cứ lúc nào. Khi bị nhắc nhở, chủ cửa hàng mới giật mình với những bất thường mà mình vẫn xem nhẹ lâu nay. Và còn nhiều cửa hàng khác trên tuyến đường này, sau khi đội kiểm tra khảo sát thì đều vi phạm ít hay nhiều các nguyên tắc phòng cháy chữa cháy. Theo nhận định của cơ quan chức năng, có rất nhiều lỗi nhỏ nhưng tiềm ẩn hậu quả lớn mà người dân không biết. Nhiều khi người dân vô ý lại gây ra nguy cơ cháy nổ rất lớn.